Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay ngày 13 tháng 6 có những thông tin nổi bật sau. Thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng dập dịch, ngăn dịch tả heo lây lan. Hàn Quốc dừng cấp visa 5 năm cho người Việt có sổ tạm trú từ ngày 10 tháng 6. Điều tra vụ 7 bà cháu bất tỉnh nghi do bị ngạt khí thải động. Sau khi phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại quận 9, các ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khoanh vùng dập dịch, ngăn không để bệnh dịch tả heo lây lan ra. Ngoài ra, hai trạm kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động 24/24 giờ cũng được triển khai để kiểm soát và khử trùng các phương tiện nghi ngờ chở heo hoặc sản phẩm từ heo. Ủy ban Nhân dân quận 9 đã triển khai lực lượng tiến hành rắc roi khử trùng đường Nguyễn Duy Trinh, tuyến đường đi qua vùng có dịch của quận. Chúng tôi là kiểm tra những cái phương tiện là chở hàng đông lạnh và những cái xe thùng là để nhằm phát hiện những cái phương tiện này là có chở động vật như là heo sống hoặc là cái thịt heo đông lạnh vào cái vùng dịch. Phường Phú Hữu quận 9 chỉ có 7 hộ nuôi heo với tổng đàn trên 500 con. Quận hiện đã phối hợp với ngành thú y cấp phát thuốc cho các hộ dân, thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, vận động người dân không được mua bán heo trong vòng 30 ngày. Hàng ngày thì cán bộ thú y sẽ vào phun xịt cái ổ dịch từ điểm ổ dịch ra tới ngoài đường. Hiện nay chúng tôi đang khống chế và chặt chẽ các ổ dịch đã xảy ra trên địa bàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa, không qua nấu chín kỹ, đồng thời các hộ chăn nuôi tăng cường tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại. Hiện thành phố bằng mọi cách khoanh vùng dập dịch tại chỗ, nỗ lực khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các trường học tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao đảm bảo trong năm nay phải đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Kế hoạch này là nhằm góp phần đạt chỉ tiêu bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, lập danh sách học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc khác, đồng thời lập danh sách các trường có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thấp để đôn đốc thực hiện. Bảo hiểm xã hội thành phố được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách đối với bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, vận động người dân, nhất là phụ huynh học sinh sinh viên tự giác tham gia bảo hiểm y tế, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, từ ngày 10 tháng 6, các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam chỉ tiếp nhận hồ sơ xin visa 5 năm của những người có hộ khẩu thường trú tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là thay đổi mới nhất trong hồ sơ xin visa 5 năm của Hàn Quốc áp dụng với công dân Việt Nam. Phía Hàn Quốc lý giải nguyên nhân của quyết định dừng tiếp nhận hồ sơ xin visa của những người chỉ có sổ tạm trú là tỷ lệ người làm giả sổ tạm trú và tỷ lệ người bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh. Vào đầu tháng 4, Phòng lãnh sự Hàn Quốc trung bình mỗi ngày phát ra 300 hồ sơ xin visa, song lượng người chờ đợi ước tính lớn gấp 10 lần vì nghe tin đồn chính sách có thể thay đổi. Thưa quý vị, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, tàu cá của một ngư dân Bình Định đã bị bốc cháy. Rất may 11 ngư dân trên tàu đã được cứu kịp thời. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, tàu cá BD 98027TS do ông Bùi Thanh Thắm ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Trường Sa thì bất ngờ xảy ra sự cố. Thuyền trưởng chỉ đạo các ngư dân trên tàu lấy áo phao và thuyền thúng xuống nước rồi dùng đèn pin ra hiệu cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, tàu cá của ông Lê Anh Đôi đang đánh bắt gần đó đến cứu các ngư dân bị nạn. Đến sáng hôm qua, tàu cá của ông Lê Anh Đôi đã đưa ngư dân về trạm Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng Bình Định an toàn. Riêng tàu cá BD 98027TS bị cháy hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đồng. Sau 3 ngày xét xử, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin. Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinasin Nguyễn Ngọc Sự đã bị tòa tuyên án phạt 13 năm tù. Ba bị cáo còn lại gồm Trần Đức Chính, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính Vinasin bị phạt 17 năm tù,
Trương Văn Tuyến, nguyên tổng giám đốc Vinashin, 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn, nguyên phó tổng giám đốc Vinashin, 6 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm hưởng trái phép, đồng thời cấm bị cáo Chính và Sơn đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các cơ quan nhà nước trong vòng 3 năm kể từ khi chấp hành xong bản án. Theo bản án sơ thẩm, mặc dù không được Thủ tướng Chính phủ cho phép, nhưng Sự, Chính, Tuyến và Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận số tiền lớn là 105 tỷ đồng và không báo cáo, không hoạch toán, để ngoài sổ sách chiếm hưởng cá nhân, chi tiêu không đúng quy định. Trong khi ô tô lắp ráp trong nước trong 5 tháng qua, trao tiêu thụ sụt giảm 14%, thì xe nhập khẩu nguyên chiếc cùng thời gian này tiêu thụ tăng đến 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA đưa ra. Theo VAMA, trong tháng 5, lượng bán hàng của toàn thị trường đạt 27.373 xe, tăng 30% so với tháng 4 và tăng 18% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, theo VAMA, xe lắp ráp trong nước trong tháng qua tiêu thụ chỉ tăng 8%, trong khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tiêu thụ tăng đến 75% so với tháng trước. Như vậy, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đang tăng dần lượng tiêu thụ, rút ngắn khoảng cách so với ô tô lắp ráp trong nước. Tính đến hết tháng 5, lượng xe lắp ráp trong nước tiêu thụ sụt giảm 14%, đạt 75.462 xe, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 210%, đạt hơn 51.180 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần sau, điều tra vụ dùng ô tô rượt đuổi giải quyết mâu thuẫn tại Đồng Nai. Xe máy lao vào hông xe tải, 5 thanh niên bị thương nặng. Tối qua, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ 7 bà cháu bị bất tỉnh, nghi do ngạt thở. Vụ việc đã làm một em nhỏ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, ông Lê Văn 12, 65 tuổi về nhà trên đường số 43 thì thấy khóa trái cửa. Gọi cửa nhiều lần thì một cháu trai 5 tuổi đi ra nhưng có biểu hiện bất thường. Sau đó, ông phát hiện vợ mình là bà Trần Thị Phụng, 61 tuổi và 5 người cháu ngủ mê man, có biểu hiện ngạt thở. Toàn bộ 7 nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Lê Thị Bích Trâm, 11 tuổi, cháu ngoại ông hai đã tử vong sau đó. Còn bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo, một bé trai vẫn còn hôn mê. Được biết, nhà nạn nhân đang sử dụng một máy phát điện. Lúc xảy ra vụ việc, nhà đóng kín cửa. Nhận định ban đầu, có thể các nạn nhân bị ngạt thở. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tối qua đã làm việc với một số người liên quan trong vụ dùng ô tô rượt đuổi để giải quyết mâu thuẫn. Sự việc làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, hai nhóm người tại quán ăn có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một nhóm ba người lên xe ô tô rời quán theo hướng đường Đặng Văn Trơn đi về phía cầu An Hỏa, nhưng bị hai ô tô trên xe có hơn 10 người đuổi theo và buộc nhóm người này dừng lại. Sự việc chưa kết thúc khi sau đó ít phút, 15 đối tượng lạ mặt cùng xuất hiện và uy hiếp ba người trong xe 4 chỗ. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt và đưa những người liên quan về công an thành phố Biên Hòa phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trường Chính, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hậu quả, một nam thanh niên bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 phút, tài xế Nguyễn Thành Phương, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ trường chính trị tỉnh Bình Phước ra quốc lộ 14. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Văn Nghệ, thì bị xe máy mang biển số 93L1-30209 do một nam thanh niên điều khiển tông thẳng vào hông phải. Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe rút thẳng vào gần đuôi xe tải. Xe máy bị hư hỏng phần đầu, nam thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào trưa qua tại công ty cổ phần Việt Vương ở khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phá hủy phần lớn tài sản tại xưởng cùng toàn bộ hệ thống mái che. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ khu nhà xưởng và hệ thống thiết bị trong xưởng của công ty rộng hàng trăm mét vuông đã bị lửa thiêu cháy hoàn toàn. Ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.
Cũng do hôm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến đậu phộng thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trì thuộc xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khu nhà xưởng rộng 700m² với nhiều máy móc và khoảng 400 tấn lạc vừa được thu mua, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tình trạng cá chết nổi trên mặt nước bốc mùi hôi thối tiếp tục xảy ra tại hồ điều tiết Thạc Giáng, thành phố Đà Nẵng. Theo người dân, hiện tượng này xảy ra từ 2 ngày hôm trước và đến trưa hôm qua thì cá chết nhiều hơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công ty thoát và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng đã huy động công nhân tiến hành vớt cá chết và phun chế phẩm xử lý tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, nguyên nhân cá chết có thể do tình trạng nắng nóng kéo dài khiến đáy hồ bị yếm khí, gây ra hiện tượng thiếu oxy hòa tan trong nước và gây ra tình trạng cá chết. Người mẫu nhí Việt Nam Model Kit Việt Nam 2019 đã chính thức ra mắt vào chiều qua dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Chương trình hứa hẹn là sân chơi thời trang hấp dẫn cho các em thiếu nhi. Model Kit Việt Nam 2019 là cuộc đua của 4 đội chơi với sự dẫn dắt của 4 huấn luyện viên là những người mẫu nổi tiếng trong nước. Tiêu chí của chương trình là định hình lại những chuẩn mực đối với thị trường người mẫu nhí, mang đến những thử thách mang tính thời trang để các bé có thể thể hiện nguyên vẹn sự ngây thơ, dễ thương vốn có và tỏa sáng với những khoảnh khắc đáng yêu nhất. Dịp hè này bố dẫn con đi, con thích, rất là thích và vui. Sau này con sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Những chương trình mà nếu mà định hướng cho các bé không đúng đắn thì các bé có thể là già trước tuổi hoặc là cái tuổi thơ của bé nó sẽ không tự nhiên như các bạn. Và Quân cảm thấy cái chương trình Model Kit này á, nó phù hợp với lứa tuổi của các bé. Quán quân của Model Kit Việt Nam 2019 sẽ nhận được các hợp đồng đào tạo và hợp đồng người mẫu với các nhãn hàng thời trang nổi tiếng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị khác. Chùa cầu Lai Viễn Kiều là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, biểu tượng của phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Dù trải qua nhiều lần trùng tu nhưng công trình có trên 400 năm nay vẫn khó tiếp tục trụ vững. Hàng năm di sản được gia cố tạm thời và đã dẫn đến việc di tích bị xâm hại nghiêm trọng. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy phần kết cấu giữa cầu và phần miếu đang dần tách rời nhau. Các mố cầu, trụ cầu bị nứt, nhiều cột chống vì kèo đã hư hỏng và mục ruỗng. Tôi thật sự lo lắng vì công trình này không chỉ thuộc về Việt Nam mà còn là di sản của cả nhân loại. Nếu một ngày người dân thức dậy và du khách đến Hội An không được chiêm ngưỡng đầy đủ vẻ đẹp của chùa cầu thì sẽ rất buồn. Bảo vệ chùa cầu là cấp thiết và cần phải thực hiện ngay. Do giá trị lịch sử và văn hóa của chùa cầu đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia nên việc trùng tu di sản này đang là vấn đề nan giải còn tranh cãi rất nhiều giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Thành phố cũng đã có nhiều cái hội thảo, đặc biệt là trong năm 2017 là có một hội thảo quy tụ rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Tuy nhiên thì vẫn chưa đưa ra được cái kết luận cuối cùng về cái giải pháp trùng tu. Theo các chuyên gia, cần phải có một giải pháp tổng thể để cứu lấy cây cầu. Tuy nhiên, trước mắt, cần chấm dứt việc sửa chữa một cách chấp vá, tùy tiện như hiện nay. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV9 và HTV7. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt.